podcast Báo Tuyên Quang Online giúp bạn tổng hợp những thông tin mới nhất. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự podcast ngày 1 tháng 3 của Báo Tuyên Quang Online. Bản tin cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong tỉnh, trong nước và quốc tế vừa diễn ra. Sáng nay ngày 1 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ gia quân huấn luyện năm 2024. Dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố. Phát biểu quán triệt giao nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2024, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đặng Văn Long nhấn mạnh, huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương nhằm từng bước xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Năm 2024, lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Việt Phương trao tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu năm 2023 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang. Tại lễ gia quân huấn luyện, các đại biểu tham quan lực lượng thường trực, dân quân, tự vệ diễu binh, trình diễn võ thuật, tham quan mô hình học cụ, giáo án, bài giảng phục vụ công tác huấn luyện năm 2024. Trong sáng nay, hội nghị triển khai nghị định số 12 của chính phủ tiếp tục chương trình làm việc. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu những điểm mới về giá đất tại nghị định số 12. Theo nghị định 12, có 6 điểm mới so với luật đất đai năm 2013 về phương pháp định giá đất, giá đất cụ thể, lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, xử lý chuyển tiếp và một số nội dung khác. Góp ý đề nghị định nhanh chóng đi vào cuộc sống, đại biểu các địa phương đề nghị lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường làm rõ một số khái niệm, qua đó giúp các địa phương có cơ sở áp dụng vào thực tiễn. Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm rõ, hướng dẫn triển khai, thực hiện nghị định 12, đảm bảo nghị định được triển khai thông suốt, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Hôm nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố tổ chức chạy thể thao hưởng ứng ngày chạy thể thao CISM do Hội đồng Thể thao Quân sự Thế giới phát động. Cán bộ, chiến sĩ của các cơ quan, đơn vị tham gia chạy với cự ly 2.000m. Ngày chạy thể thao là hoạt động thường niên nhằm thúc đẩy phong trào thường xuyên rèn luyện thể lực trong lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang theo quy định của Bộ Quốc phòng, hưởng ứng tích cực cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Qua đó, nâng cao tỷ lệ quân số khỏe, xây dựng đơn vị chính quy vững mạnh toàn diện, thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học Công nghệ tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh đề tài thuộc chương trình nông thôn miền núi ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong nhân giống dê lai và xây dựng mô hình nuôi dê thương phẩm tại tỉnh Tuyên Quang. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông nghiệp Minh Huy làm chủ trì, thực hiện từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 2 năm 2024. Kết quả sau 3 năm từ 400 con dê cái cỏ và 30 con dê đực lai bo ở đã sinh sản được hơn 1.200 con dê. Dê lai F1 bò ở, dê cỏ có trọng lượng cao hơn dê cỏ 40% trong cùng thời gian nuôi. Dê lai có sức đề kháng cao, ít dịch bệnh. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao mô hình dự án bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với những thông tin thời sự hấp dẫn trong nước. Sáng ngày 1 tháng 3, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Biên phòng Toàn dân. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao huân chương chiến công hạng nhì tặng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng vì những thành tích, chiến công của lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhấn mạnh biên phòng là lực lượng chiến đấu đầu tiên, bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị lực lượng và các địa phương biên giới phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới rộng khắp, trong đó nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang là nòng cốt, bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách. Hôm nay, Bộ Ngoại giao thông báo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân sẽ tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Australia, tham chính thức Australia và New Zealand từ ngày mùng 5 đến ngày 11 tháng 3. Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN Australia được tổ chức tại Melbourne, Australia từ ngày mùng 5 đến mùng 6 tháng 3, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Australia và Tổng thư ký ASEAN. Hội nghị có chủ đề Đối tác cho tương lai, được tổ chức trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Australia diễn ra năng động trên nhiều lĩnh vực. Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự các phiên họp chính và có một số hoạt động đối ngoại quan trọng khác. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Sáng nay ngày mùng 1 tháng 3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Dự báo ngày mùng 1 tháng 3, bộ phận không khí lạnh trên sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại và có khả năng kéo dài đến ngày mùng 2 tháng 3. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 10 đến 13 độ C, khu vực vùng núi phía Bắc từ 7 đến 10 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Tiếp theo, những thông tin mới nhất thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hơn 100 người Palestine đã thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu xảy ra hôm 29 tháng 2 tại khu vực phía bắc giải Gaza khi họ đang chờ nhận đồ cứu trợ. Bên cạnh đó, hơn 760 người khác bị thương trong vụ tấn công con số thiệt mạng có thể còn gia tăng do nhiều người bị thương nặng. Tất cả những người bị thương đã được chuyển đến một số bệnh viện gần đó để chữa trị, gồm bệnh viện Al-Shifa và Kaman Edwan. Tuy nhiên, người phát ngôn của cơ quan y tế ở Gaza cho biết bệnh viện Al-Shifa thiếu thốn trang thiết bị, vật tư y tế và các nhân viên tại đây không thể xoay sở trước số lượng lớn bệnh nhân. Tạp chí y khoa The Lancet mới đây đã công bố trên một tỷ trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn trên thế giới đang sống chung với bệnh béo phì. Ước tính trước đây của Liên đoàn Bệnh béo phì thế giới cho rằng sẽ có một tỷ người mắc bệnh béo phì vào năm 2030, nhưng con số đó đã bị vượt qua vào năm 2022. Quá trình chuyển đổi này thể hiện rõ nhất ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, đặc biệt là ở Polynesia và Micronesia, vùng Caribe, Trung Đông và Bắc Phi. Theo phân tích, những quốc gia này hiện có tỷ lệ béo phì cao hơn so với nhiều nước công nghiệp phát triển giàu có. Theo các nhà nghiên cứu, Quá trình chuyển đổi béo phì này là kết quả của việc tái cơ cấu nhanh chóng các hệ thống thực phẩm trên toàn thế giới mà không bị chi phối bởi chính sách công. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự podcast ngày 1 tháng 3 của báo Tuyên Quang Online. Xin chào và hẹn gặp lại vào 18 giờ 30 phút ngày mai.